Kính thưa quý vị, quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình, thì theo chương trình thì sau đây tôi sẽ trình bày về các cái cập nhật mới nhất trong cái điều trị ung thư vú giai đoạn sớm, những cái dữ liệu lâm sàng cũng như là các cái hướng dẫn điều trị cho cái phần nhóm mà bệnh nhân có thụ thể nội tiết dương tính và HER2 âm tính. Nội dung của bài trình bày thì có cái nội dung chính, bốn nội dung chính về các cái vấn đề mà điều trị nội tiết cho cái nhóm phân nhóm có nguy cơ cao, cái vấn đề mà kéo dài cái thời gian điều trị nội tiết, rồi cách phân loại định nghĩa các cái phân nhóm mà nguy cơ cao để mà có thể xác định những bệnh nhân nào mà cần phải điều trị kéo dài, cần phải điều trị một cách tích cực và lên thang điều trị, và những bệnh nhân nào thì không cần, và các cái nghiên cứu đặc biệt là tập trung vào các nghiên cứu về cái điều trị bổ trợ của thuốc CDK46 và một phần về các cái điều trị bổ trợ bằng cái thuốc ức chế PARP cho cái nhóm mà có đột biến BRCA cũng như là các cái hướng nghiên cứu trong tương lai. Về điều trị nội tiết bổ trợ cho ung thư vú mà cái phân nhóm giai đoạn sớm, phân nhóm mà thụ thể nội tiết dương tính HER2 âm tính, thì các cái thuốc mà điều trị truyền thống ở đây thì sẽ có là thuốc tamoxifen, là cái thuốc mà ức chế cạnh tranh với lại là cái estrogen, và là tức là sẽ dẫn tới là cái estrogen không gắn vào cái thụ thể IAPR của tế bào ung thư và sẽ ngăn chặn cái việc mà tiến triển ung thư theo con đường nội tiết. Và nhóm thuốc thứ hai là thuốc ức chế aromata, tức là bất hoạt cái men mà tổng hợp nên các cái nội tiết tố nữ mà có thể kích thích ung thư tiến triển. Rồi là các ức chế buồng trứng bằng thuốc hoặc là bằng ngoại khoa. Cũng như là gần đây có những cái nghiên cứu về kéo dài cái thời gian điều trị nội tiết. Tuy nhiên là cái vấn đề đặt ra là phải xác định được những nhóm bệnh nhân nào mà nguy cơ cao, có tiềm năng là kháng ung thư nguyên phát để mà có thể là có những các cái kết hợp điều trị cũng như hay là những cái kéo dài cái thời gian điều trị. Và cái định nghĩa nguy cơ cao thì trước đây thì là chủ yếu là điều trị theo về mặt giải phẫu thôi, tức là về mặt kích thước u, về mặt tình trạng di căn hạch. Tuy nhiên gần đây là với những cái tiến bộ về mặt sinh học phân tử thì người ta còn phân loại dựa theo các cái về độ mô học, rồi là dựa theo về mặt chỉ số, đặc biệt là chỉ số phân bào KI, tức là K67, là chỉ số mà cũng được xác định qua mô miễn dịch để mà xác định được các cái chỉ số phân bào mà càng tăng liên quan mức độ bộc lộ K67 càng cao thì sẽ liên quan đến tiên lượng xấu. Và đặc biệt là gần đây là người ta xét nghiệm các cái gen đột biến liên quan ung thư để xác định được cái yếu tố nguy cơ mà tiến triển, và quan trọng là đấy là xét nghiệm oncotyroid hay là mammaprint. Đây là cái thể hiện là các nghiên cứu về vai trò CDK46 trong điều trị bổ trợ ung thư vú giai đoạn sớm thụ thể nội tiết dương tính. Như đây chỉ có 3 thuốc được phê duyệt cho giai đoạn di căn, thì người ta cũng đã có những nghiên cứu cho giai đoạn sớm. Đấy là abemaciclib, thì người ta dùng 2 năm, nghiên cứu về palbociclib, nghiên cứu palat người ta cũng dùng 2 năm, nghiên cứu Natalie của ribociclib thì dùng 3 năm, còn nghiên cứu Penelope là cũng có palbociclib thì sau khi điều trị tân bổ trợ thì người ta dùng 1 năm. Cái nghiên cứu Monad là nghiên cứu mà quan trọng nhất về bổ trợ abemaciclib kết hợp với nội tiết cho cái nhóm mà thụ thể nội tiết dương tính HER2 âm tính, có hạch dương tính và nguy cơ cao. Ở đây thì là cái phần nhóm mà quan trọng nhất trong nghiên cứu này đấy là cái nhóm mà có từ 4 hạch trở lên hoặc là 1 đến 3 hạch, nhưng bao gồm một trong các yếu tố là nhiều hơn một yếu tố, tức là có thể là độ 3 trở lên hoặc là u 5 cm trở lên. Cái nhóm cohort 2 thì người ta thêm cả cái chỉ số về K67 nữa. Và những bệnh nhân này cũng có thể là trước đấy là điều trị tân bổ trợ rồi. Và sau đấy thì sẽ kết hợp điều trị bằng abemaciclib liều 150g ngày 2 lần trong 2 năm và kết hợp với nội tiết. Cái nội tiết này thì có thể dùng 5 đến 10 năm thì tùy vào quyết định của bác sĩ. Và một nhánh thì là dùng nội tiết đơn thuần 5 đến 10 năm theo là cái guideline về truyền thống. Các cái phần nhóm về mặt tình trạng mãn kinh, rồi là cái tỷ lệ như vậy là ở đợt nghiên cứu này thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà trên từ 4 hạch trở lên là khoảng 60% ở cả hai nhóm. Rồi là các kích thước u trên mô học thì cũng đồng nhất, nhiều nhất là nhóm T2 từ 2 đến 5 cm cũng chiếm gần 50% hai nhóm.
Độ mô học độ 2 là nhiều nhất cũng gần 45% ở hai nhóm, do cái tính chất phân ngẫu nhiên, do những cái tỷ lệ này nó tương đồng giữa hai cái nhóm. Và cái tỷ lệ CAI 67 mà trên 2% là cũng chiếm khoảng 45% ở cả hai nhóm. Kết quả cho thấy là cái nhóm mà kết hợp thêm abemaciclib thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ mà bệnh tiến triển xâm nhập tiến triển, và cái tỷ suất chênh ở đây là khoảng gần 0,7, tức là giảm 3% nguy cơ mà tiến triển và có tiến triển bệnh 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 xâm nhập, tức là những cái bệnh nhân mà tiến triển nhưng mà thể tại chỗ thì cũng không tính vào cái nhóm này. Và đây là tất cả các cái phân nhóm đều cho thấy là có cái lợi ích. Chỉ có một số những phân nhóm mà có tính chất tiên lượng tốt như là độ mô học cao thì cái sự khác biệt nó cũng không 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 rõ, hoặc giai đoạn sớm hơn. Và khi mà phân tích cái chỉ số CAI 67 thì người ta là dù là cái nhóm mà CAI 67 cao hay thấp thì đều có cái lợi ích của abemaciclib. Tuy nhiên là cái sống thêm toàn bộ thì nó lại không không có cái sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê nó tương tương đồng giữa hai nhóm. Và ở đây người ta cũng cũng xét cái nhóm mà có hạch từ 4 hạch trở lên thì cũng cho thấy là có 55% là bệnh nhân là 55% là bệnh nhân là có CAI 67 thấp. Đấy, tuy nhiên là cái CAI 67 thấp thì nó lại là trong cái cohort 1 thì nó lại không thuộc cái tiêu chuẩn nghiên cứu của nghiên cứu cohort 1. Đấy, tức là mặc dù bệnh nhân có 4 trên 4 hạch trở lên nhưng mà chỉ số thấp thì người ta cũng không đưa vào cái nhóm mà nghiên cứu cohort 1. Về độc tính thì như vậy là ở đây cũng ta thấy là cái độc tính mà lớn nhất là ở đây là tiêu chảy lên tới 84%. Tuy nhiên là độ 3 thì cái phần màu đỏ thì nó cũng cũng cũng, cũng thấp, cũng không không phải quá lớn. Ngoài ra cũng có xuất hiện hạ bạch cầu rồi mệt, rồi là các cái triệu chứng khác thì nó không 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 nổi bật. Về xử trí tiêu chảy là cái độc tính mà đáng chú ý nhất của abemaciclib, thì nếu mà độ 1, độ 2 thì người ta có thể là vẫn tiếp tục điều trị và giữ nguyên liều, nhưng mà độ 2 mà dai dẳng hoặc là độ 2 lặp đi lặp lại thì người ta phải cho dừng và cho về độ 1, sau đấy thì mới điều trị lại. Còn độ 3, độ 4 đi ngoài phân lỏng trên 7 lần một ngày thì cần phải nhập viện. Đấy thì người ta sẽ phải dừng lại cho đến khi giảm về độ 1 và người ta bắt đầu lại, nhưng bắt đầu lại với cái liều giảm đi. Và cái abemaciclib kết hợp với nội tiết thì đều đã được FDA, ASCO, NCCN thì họ phê duyệt, nhưng mà cái về về chi tiết thì nó hơi khác nhau một chút theo cái định nghĩa về các cái yếu tố nguy cơ thôi, nhưng mà nhìn chung cơ bản thì vẫn là có hạch dương tính và nó khác nhau ở những cái điểm liên quan đến cái chỉ số mà CAI 67 và cũng như là các yếu tố nguy cơ khác, nhưng mà nhìn chung là cơ bản là vẫn là cái nhóm mà nguy cơ cao, tức là có như có hạch di căn từ 4 trở lên hoặc là 1 trên 3 nhưng mà kèm theo các yếu tố về kích thước u, về độ mô học hay về chỉ số CAI 67. Một nghiên cứu khác nhưng mà là về cái có hai nghiên cứu khác là về palbociclib. Đấy là nghiên cứu Penelope và nghiên cứu Palat. Hai nghiên cứu này thì khác nhau ở chỗ nghiên cứu Penelope thì là sau khi bệnh nhân mà điều trị tân bổ trợ rồi vẫn còn bệnh trên đại thể thì người ta dùng palbociclib kết hợp với cả nội tiết. Còn nghiên cứu Palat thì là hoàn toàn là nghiên cứu mà điều trị về bổ trợ. Cũng dùng tức là thiết kế cũng giống như là nghiên cứu Monat, thì là họ cũng là kết hợp palbociclib liều là 125 dùng ngày 1 đến ngày 21 và chu kỳ 28 ngày trong 2 năm kết hợp với nội tiết và máy điều trị nội tiết đơn thuần. Nhưng mà cả hai nghiên cứu này thì cái IDFS thì đều cho thấy là cũng không 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 có sự cải thiện so ở cái nhánh dùng palbociclib. Ở đây người ta cũng đưa ra một số những cái lý do là tại sao cái những cái Monat E cái abemaciclib thì thành công trong cái Palat rồi là hoặc là nghiên cứu Penelope thì lại không không thành công. Có thể do cái quần thể nghiên cứu nó không hoàn toàn nó đồng nhất với nhau về các yếu tố, mặc dù là cũng có thể là cũng là yếu tố nguy cơ cao nhưng mà không đồng nhất, hoặc là cái thời gian sử dụng cũng 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 khác nhau, rồi là cái một số cái tỷ lệ bệnh nhân mà dừng thuốc cũng 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 không cũng không đồng nhất. Và cái yếu tố quan trọng nữa là các cái thuốc này thì cùng nhóm CDK46 nhưng thực tế những cái và cơ chế về mặt tác động trực tiếp và các cái liên quan đến cái ái lực với CDK46 thì nó cũng 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 khác nhau chứ không hoàn toàn giống nhau. Cái phần về olaparib này thì trong bài trình bày của tiến sĩ Yến sẽ nói rõ hơn. Đối với nhóm nhân trong nghiên cứu Olympia thì cái việc mà kết hợp dùng thêm cái bổ trợ olaparib thì cho thấy là có sự cải thiện về mặt OS và có những thống kê. Như vậy là về cách cách tiếp cận
chung cho điều trị ung thư vú mà giai đoạn sớm có thụ thể nội tiết dương tính và HER2 âm tính thì người ta cũng sẽ dựa trên các nghiên cứu chính. Trong trường hợp mà cái đột biến, tức là không có đột biến BRCA thì người ta có thể là áp dụng những các cái tiêu chuẩn của nghiên cứu MONAP, bệnh nhân mà có từ 4 hạch trở lên hoặc là 1 đến 3 hạch nhưng mà có u kích thước trên 5 trở lên hoặc độ 3 cách sau 7 trên 20 thì người ta sẽ dùng hoặc là tamoxifen hoặc là ức chế aromata kết hợp với, có thể kết hợp với ức chế buồng trứng và kết hợp với abemaciclib. Đấy, còn trong trường hợp mà có đột biến BRCA thì người ta sẽ áp dụng cái của nghiên cứu Olympia thì có thể là kết hợp olaparib với tamoxifen hoặc là AI hoặc là có thể kết hợp với ức chế buồng trứng. Đây là những cái hướng nghiên cứu trong tương lai. Thì cái nhóm nguy cơ cao người ta có kết hợp với everolimus hoặc là có một cái thuốc CK46 khác là ribociclib. Nhưng mà phải đợi kết quả nghiên cứu Natalie. Đấy, thì hy vọng kết quả nghiên cứu này cũng sẽ như kết quả nghiên cứu MONAT-E thì cũng sẽ có thêm một cái thuốc mới cho điều trị bổ trợ. Ngoài ra những cái thuốc mà liên hợp thuốc với lại kháng thể, những cái thuốc mà bao gồm hai thành phần vừa kháng thể vừa độc tế bào đã có gần đây là cũng được nói nhiều trong các hội nghị về ung thư quốc tế, nhưng mà về giai đoạn cho là di căn thì có thể chuyển sang là nghiên cứu ở cái giai đoạn sớm hơn, giai đoạn điều trị bổ trợ với lại thuốc là TDD, tức là chatuzumab rituximab cho những nhóm có HER2 low, tức là có thể HER2 1 cộng hoặc HER2 2 cộng nhưng mà khi làm fit thì lại âm tính, hoặc là một thuốc khác nữa là sacituzumab. Ngoài ra những cái thuốc mà điều biến bất hoạt cái thụ thể IA có chọn lọc thế hệ mới thì cũng đang được nghiên cứu. Đây là cái thử nghiệm mà về everolimus trong cái bệnh mà giai đoạn sớm. Thì những bệnh nhân là thuộc nhóm thụ thể dương tính HER2 âm tính thì có thể trước đấy là điều trị tân bổ trợ cũng được, và sau khi mà kết thúc mà phẫu thuật về là hóa trị bổ trợ thì người ta sẽ một nhánh dùng nội tiết, một nhánh là dùng nội tiết với everolimus. Tuy nhiên là nghiên cứu này thì người ta cũng đang đợi kết quả. Nghiên cứu Natalie thì nó cũng giống như là nghiên cứu Palat hay là nghiên cứu MONAT-E, nhưng mà chỉ thay là cái thuốc thiết kế cơ bản là giống và cũng là nhóm thụ thể tiết dương tính HER2 âm tính giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3, có thể tiền hoặc là hậu mãn kinh, có thể là điều trị trước đấy bổ trợ, tân bổ trợ và được dùng ribociclib kết hợp với nội tiết so với lại nội tiết đơn thuần. Và nghiên cứu Natalie thì vẫn đang đợi kết quả. Đấy, ngoài ra thì còn có một số nghiên cứu khác, nghiên cứu Poetic thì là người ta cũng là kết hợp với abemaciclib, nhưng mà cái tiêu chuẩn là cái tiêu chuẩn nghiên cứu nó khác nghiên cứu MONAT-E. Đấy, hoặc là một cái nghiên cứu ADAPT thì cũng là dùng ribociclib sau với nội tiết thì cũng nhìn chung là cũng đánh giá được cái hiệu quả của CDK46 trong điều trị bổ trợ. Đây là cái nghiên cứu Destiny 04 thì chứng minh là cái vai trò của TDD, tức là thuốc chatuzumab rituximab trong cải thiện về mặt PFS OS trong ung thư vú giai đoạn di căn. Và nghiên cứu Talon thì là người ta chuyển sang điều trị nghiên cứu trong cái nhóm điều trị bổ trợ cho bệnh nhân mà có thể là tiền hoặc là hậu mãn kinh có HER2 low thì được dùng, và bệnh nhân cũng đã được giai đoạn từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 và có thể dùng bổ trợ TDD hoặc là bổ trợ TDD kết hợp với lại nội tiết. Và nghiên cứu này thì người ta đang đợi kết quả. Một cái thuốc khác là cái thuốc cũng là cái thuốc liên hợp kháng và ức chế CHOK2 là sacituzumab, cũng được nghiên cứu cho cái nhóm này, và cái nghiên cứu này cũng được, đây là trong cái nhóm mà thụ thể nội tiết dương tính HER2 âm tính di căn thì chứng minh được là có cải thiện về mặt OS. Đấy, và nghiên cứu SACCA thì người ta cũng đang nghiên cứu chuyển sang cái điều trị sớm hơn để đánh giá cũng tương tự như các thuốc khác. Cái phần cuối cùng là liên quan đến những cái đột biến ESR1. Cái đột biến này thì nó liên quan đến cái thường là kháng nội tiết nguyên phát, đặc biệt là cái tỷ lệ này nó cao ở cái bệnh nhân mà dạng di căn. Có những cái nghiên cứu ở đây có thể lên tới là 4, những nghiên cứu mà Fuji lên tới 40% bệnh nhân có đột biến ESR1, hoặc nghiên cứu Sophia cũng như vậy, cho thấy là cái đột biến này liên quan đến cái kháng nội tiết nguyên phát. Và cái nghiên cứu Emiran cho cái bệnh nhân mà có cái đột biến này thì người ta dùng các cái thuốc
điều 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 biến cái thụ thể bất hoạt, cái thụ thể IA chọn lọc bằng bằng thuốc là elacestran. Và ở đây thì người ta cũng thấy là cái elacestran so với PFS, với OS và so với lại cái nhóm mà điều trị mà truyền thống thì có cải thiện. Đặc biệt là ở đây người ta xét cả cái PFS ở cái phân nhóm mà có đột biến ESR1 thì cái lợi ích nó còn cao hơn ở cái nhóm cái thuốc elacestran. Và những cái thuốc này thì người ta cũng có nhiều cái nhóm mà thuốc mà thuộc cái nhóm mà bất hoạt cái thụ thể IA có chọn lọc, elacestran hay là amesenestran hay là camizestran, thì có nhiều cái thuốc và người ta cũng bắt đầu nghiên cứu những cái thuốc này cho cái giai đoạn tân bổ trợ. Như vậy là kết luận của bài trình bày là đối với nhóm bệnh nhân ung thư vú mà có thụ thể liên dương tính HER2 âm tính và nguy cơ cao, ở đây được định nghĩa là có hạch di căn từ 4 trở lên hoặc là 3 trở lên và kèm với các yếu tố về độ mô học về K67 thì có cái lợi ích của cái việc dùng Abemaciclib cải thiện được IDFS trong cái điều trị bổ trợ. Tuy nhiên là cái dữ liệu OS thì nó cũng lại chưa có sự khác biệt. Và đối với những cái nhóm bệnh nhân mà có đột biến BRCA thì cái việc mà bổ trợ cái olaparib thì cũng cải thiện về mặt OS ở cái nhóm mà có nguy cơ cao. Và có một số những cái hướng mà mới nữa trong cái việc bổ trợ ung thư vú giai đoạn sớm mà có thụ thể nó dương tính nguy cơ cao, đấy là kết hợp với các cái thuốc CDK46 khác như là ribociclib hoặc là các cái thuốc mà liên hợp thuốc kháng thể như là TDXD hay là sacituzumab, hoặc là gần đây là có các cái thuốc mà điều biến các cái thụ thể bất hoạt, các thụ thể IA có chọn lọc đường uống, tức là cái thế hệ thậm chí còn mới hơn cả fulvestrant đấy, thì người ta cũng sẽ nghiên cứu cho cái điều trị mà giai đoạn sớm bổ trợ. Và trình bày đến đây kết thúc và xin cảm ơn sự lắng nghe của Quỹ Nông Nghiệp.